Rồi, mới nhận con A20S anh em, màu xanh nha. Con này thay màn. Lâu lâu rồi không có cái màn A20S thay, bên này có cái con này. Làm clip cho anh em nó xem luôn. Rồi. Con này thì màn hình không lên gì hết ha. Cắm sạc thì có nghe cái tút cái. Keo luôn, tự rớt luôn. Dột hết keo luôn anh em. Mình tháo ra thử coi. Màn này dễ thay lắm anh em. Nói chung là khách thường cũng tự làm được. Chả cái gì khó khăn. Bạn ra thì phải tháo ấy ra luôn rồi. Còn đây đúng màn ring luôn. Mình đã chung một cái bị một cái hàng mới rồi nha. Test xem. Màn thì mình test sơ thấy ok rồi anh em. Bây giờ mình sẽ dán keo luôn nha. Rồi, đắp màn lại là xong ok. Mình test sơ cái màn rồi nha anh em. Nói chung mấy cái màn này thì trước khi thay là mình đã test sẵn hết toàn bộ trước khi ráp, chứ không phải là cắm đầu cắm mặt là ráp là chết đó anh em, không được mấy công. Nhưng mà cũng có những trường hợp là ráp xong nó vẫn bị đơ cảm ứng, đơ liệt thì anh em phải báo liền thì mình sẽ đổi ngay, chả vấn đề gì hết. Còn nếu mà để xài lâu rồi thì mình cũng không trả bảo hành đâu, từ công ty nó cũng không bảo hành cho mình nha. Muốn test ok rồi mình ráp lại thôi. Xui rủi lắm mới bị anh em, còn đa số thì cũng ngon lành hết á. Rồi, bếp ốc nữa là ok thôi. Anh em nào muốn thay màn hình hay là ép kính thì cứ comment dưới video nha. Hay gọi điện thẳng cho mình nha, 0355 356 356 nha, báo giá cho anh em nha. Thấy con này ép thay rồi vô tư hết. Sau đó là mình sẽ tiến hành mình quấn dây su nha, quấn dây su kỹ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mới tháo ra nha, cho nó khô keo đều hết nha. Rồi mình dán cái nắp sau nữa là mình test lại màn hình là dao là xong nha anh em.
Ok, mình sẽ quán keo luôn. Ok nha anh em, mình quán cao su nữa là xong, cho nó lên test lại cho nó chắc chắn. Rồi đây nha anh em, nói chung là màng lên ok luôn. Rồi chào anh em nha, hẹn anh em clip tiếp theo nha.